Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Nhất Long Audio Hà Nội, địa chỉ số 147 ngõ 14 Mễ Trì Hạ. Vâng, ở clip ngày hôm nay, em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn cùng tham khảo một chiếc âm ly của hãng Lichtman có model là N505S. Đây là một trong những chiếc âm ly rất hay trong phân khúc của nó. Giá chỉ có 35 triệu 500 nghìn đồng thôi. Giá em đang để cho các bác là cái giá rất là hợp lý để về các bác chơi Tết đây. Chiếc âm ly Lichtman này thì nó có nhiều nhiều model. Dòng 505S này là giá rất phù hợp với các bác chơi luôn. Dòng Lichtman này thì được sản xuất tại Nhật. Đây là một trong những thương hiệu rất là lớn của Nhật Bản. Và ở thị trường Việt Nam thì được rất nhiều anh em ưa chuộng, rất nhiều các bác thích những mẫu âm ly này. Âm ly thì nó thiết kế có hai đồng hồ vu chính giữa và một bên là đường input selector và một bên là volume. Và bây giờ em sẽ quay gần lại và giới thiệu chi tiết cho quý vị và các bạn cùng trải nghiệm. Vâng, trước mặt quý vị và các bạn là chiếc âm ly Lichtman N505S đây. Con này là mặt gôn các bác nhé, mặt gôn này, mặt gôn, mặt này đẹp. Chính giữa hãng thiết kế hai cái đồng hồ vu chỉnh theo nhạc. Một bên là tín hiệu bên trái, bên tín hiệu bên phải. Và dòng này nó có đầy đủ chỉnh các bát chép hay ba lăng và lau lớt các bác nhé. Đấy, lau lớt, ba lăng, bát chép. Còn đây là nút nguồn. Và dòng âm ly Lichtman này, những cái đời từ 505 lên thì hãng đã làm vỏ gỗ các bác nhé. Còn những cái đời sâu trước thì là nó toàn là vỏ sắt rồi là đây, em sẽ quay tổng thể cho các bác cùng tham khảo. Đấy, vỏ gỗ rất đẹp luôn các bác. Và hai bên là hai cái tản nhiệt. Đấy. Hai bên là hai tản nhiệt nên là hãng làm luôn một cái lưới nhựa đây, lưới nhựa để cho nó toát nhiệt ra đây. Vỏ gỗ rất là đẹp luôn. Con này là vỏ xi dán các bác, xi dán Piono. Đấy. Đây, cầu loa của hãng là làm có hai cầu AB, hai cầu AB và con này nó có tổng công suất là đi 175W. Đây là công suất tiêu thụ điện nhé, Lichtman 505S. Và bên này nó có đường cả đường phono CD các đường vào đây. Còn bên này đường tape này. Và dòng này nó làm được cả dề luôn các bác nhé, làm được cả dề. Đây còn các đường đây các bác có thể là kết nối nối tiếp từ các đầu xuống hoặc các thiết bị khác qua đây thì mình chung một cái đường vào thôi. Và những dòng mà đời cao là hãng luôn luôn làm hai cái đường ba lăng, đường ba chân này. Vâng, giá em đang bán với cho các bác là đi 35 triệu 500, giá rất là tốt rồi, phù hợp với phân khúc nhiều các bác đầu tư. Khi bật đèn thì rất là đẹp luôn. Vâng, clip hôm nay em xin dừng tại đây. Các bác có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại 0911 886 266. Đây số điện thoại em trên đây. Các bác có mua bất kỳ một sản phẩm gì thì hãy liên hệ cho em để có những cái mức giá tốt nhất. Vâng, đến đây em xin hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.